sáng nay tại trụ sở trung ương đảng đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương đã tiếp đoàn đại biểu đảng lao động triều tiên đang thăm và làm việc tại nước ta trưởng đoàn là đồng chí kim song nam ủy viên dự khuyết bộ chính trị trưởng ban quốc tế đảng lao động triều tiên ủy viên quốc vụ chủ tịch ủy ban đối ngoại hội nghị nhân dân tối cao triều tiên Hoàn nghênh đoàn đại biểu Đảng Lao động Triều Tiên sang thăm Việt Nam. Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai trân trọng đề nghị đồng chí Kim Song Nam chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Tổng Bí thư Chủ tịch Quốc vụ Kim Trương Ưn. Chúc mừng những thành tựu mà Đảng, Chính phủ và Nhân dân Triều Tiên đạt được kể từ sau Đại hội 8 Đảng Lao động Triều Tiên. Đồng chí Trương Thị Mai tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Đảng, Chính phủ và Nhân dân Triều Tiên sẽ đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong xây dựng và phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Đồng chí Kim Song Nam chân thành cảm ơn đồng chí Trương Thị Mai đã dành thời gian tiếp đoàn, trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp của Tổng bí thư Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Trương Ưn đến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Đồng chí Kim Jong Nam khẳng định, Đảng chính phủ Triều Tiên luôn coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ truyền thống hữu nghị với Việt Nam, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành và lãnh đạo hai nước gây dựng, sẵn sàng cùng Việt Nam quán triệt thực hiện những nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước.